Hôm nay chúng ta có 9.000 tỷ để xây dựng đội hình. Cái gì vậy? Đội hình này là có con gì sẵn rồi nhờ? Xem nào. Rafael Leao này, rồi Torres với lại Shevchenko này. Kìa. Vậy là Ali đang xây dựng AC Milan đúng không? Đúng không? Ali đang xây gọi là AC Milan đúng không nhờ? Hiếu Osaka De Lima đã donate cho Phúc Zola 10.000 đồng. Vòng xoay thời gian cuốn em về ngày hôm qua để nhìn đôi mi em dịu dàng cười cong cong, xoay xoay vòng xoay lên ngay cái vòng xoay. Lên cái vòng xoay, thật sự lên cái vòng xoay à? Lên cái vòng xoay, lên cái vòng xoay nghe thật được không ta? Lên, nếu như thích, nếu như anh em thích thật sự, nếu như hôm nay anh em thích thì làm cái vòng xoay luôn. Nếu như hôm nay có Hiếu Osaka thích làm cái vòng xoay luôn. Thì bình thường là như nào nhỉ? Bình thường là 10.000 một phiếu. Hôm nay thì là thứ hai là mình có một cái đợt gọi là sale đặc biệt đi, 10.000 hai phiếu đấy, 10.000 hai phiếu như cái lúc mà va với lại cộng đồng ngày hôm qua anh em nhá. 10.000 là hai phiếu đây. Em mời anh em, mời anh Hiếu cho em một cái đội gì đấy thật là ngon đi. Cái gì, một vé gọi là một vé gì cho em Nhật nhỉ? Một vé gì cho em Nhật đây? Em Nhật kêu vé gì vậy? Một vé gì cho em Nhật nhỉ? Biệt đội gặt cỏ cho anh bảy khỏi vấp đã donate cho Phúc Zola 10.000 đồng. Bị sấy là cái chắc. 10 thắng bố láo đầu tàu em Phúc Zalo. Em biết ngay mà. Em biết ngay kiểu gì cũng bị sấy mà. Nhưng mà sao nhưng mà sao lại là bố láo anh Tâm ơi, sao lại là bố láo? Ôi, hôm qua là em tạo điều kiện lắm cho anh Tâm thi đấu luôn đấy. Hôm qua là em tạo, cố gắng tạo điều kiện cho anh Tâm thi đấu luôn mà bây giờ anh Tâm bảo là em bố láo thì chết em mất thật. Chết em mất luôn. Chết em mất. Hiếu Osaka De Lima đã donate cho Phúc Zola 15.000 đồng. Em Phúc biết câu hò của Real Madrid không? Bán tôi 3 phiếu Liver. Sala. Madrid nào mà Sala hả? Madrid nào mà hò là Sala. Ôi mẹ mình. Real Madrid hò là Sala. Uầy, Liver. 3 phiếu Liver cho anh Hiếu. Osaka De Lima, sáng nay mới build Liver xong. Nhắc mày nhớ, sáng nay vừa mới build Liver xong. Vừa build Liver xong. Liverpool. Đây. Ôi sao xong Liverpool rồi. 3 phiếu cho anh Hiếu. Rồi. Đâu nhỉ? Liver. Khải 112 đã donate cho Phúc Khải là 30.000 đồng. Ui dồi. Vô team Real. Khải hôm nay lại muốn đối đầu với Real Madrid đúng không? Khải hôm nay lại muốn đối đầu cùng Real Madrid đúng không? Rồi. Rồi. Em có đọc mà, nhưng mà bây giờ em biết nói cái gì đây hả anh Hiếu, anh Chí ơi? Đỡ đi. Em biết nói cái gì đây? Em Thái 2K6 thích gái đẹp đã donate cho Phúc Zola 50.000 đồng. Ui dồi, em có anh Thái nhá. Tot cộng son 24TS cho bé Linh Kiêu. Ui quá đẳng cấp, chứng tỏ là một người đàn ông. Chứng tỏ anh Thái là một người đàn ông. Đây, Tot cộng son 24TS. Đấy, một người đàn ông. Tại vì sao anh em biết anh là một người đàn ông? Tại vì anh thích gái đẹp. Em cũng thế. Ui dồi. Sự kiện Ucha Tem đang lỗi. Phúc không biết. Không biết. Ăn chát phía trên em chê trẻ đương đại cơ mà. Nâm Doãn đã donate cho Phúc Zola 50.000 đồng. Em cảm ơn anh Lâm nhá. Hay sửa giúp tôi đi build cho tôi cây Man City đàng hoàng đi. Ok, Man City cho nó đàng hoàng. Build Man City cho nó đàng hoàng. Rồi ok anh Lâm ơi. Man City. Anh Lâm Doãn. Đấy, Man City build cho nó đàng hoàng nhá. Nào. Đỡ đi. Nâm Doãn đã donate cho Phúc Zola 50.000 đồng. Ôn in thêm 10 phiếu Man City nữa cho chắc chắn. 10 phiếu Man City nữa. Ok. Cho nó chắc chắn luôn à. Ui. Hôm nay là chỉ có Man City với lại Liverpool thôi. Tại vì hình như là hôm qua là MU với lại MU nó hòa hay sao ấy. Hôm nay là không thấy fan MU đâu hết. Không thấy fan MU đâu hết luôn mà. Bình thường là thấy mấy anh em MU nhiều lắm. 20 phiếu lận à. Ui. Đỡ đi. 40 phiếu chứ mà quên mất. Dấu tên đã WeScan 50.000 đồng. Thêm 4 vé nữa lập hàn. Ok lập hàn ơi. Ok lập hàn ơi. Uầy hôm nay khả năng vào Liver rồi. Hôm nay anh em là rất là muốn xem Phúc xây dựng đội Liver rồi. Đâu rồi 4 vé nữa khả năng Liver hôm nay lên đường đấy.
mình một mình đã lâm dọn Man City thôi, là một mình đúng một mình đã lâm dọn là fan Man City thôi, còn lại là không ai ở đây là fan Man City hết. Ai già dạ? Rồi ok rồi, anh Hiếu nha, ok rồi nha. Em làm gì mà anh lại bơi, anh có đọc comment của Lộc mà anh không trả lời. Anh có đọc anh không trả lời nhá 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 nhá. Nhá 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 Lộc nhá. Hiếu Osaka de Lima đã donate cho Phúc Zola 200.000 đồng. Cảm ơn anh Hiếu nha, cảm ơn anh. Salah Madrid. Salah Madrid. Cảm ơn anh Hiếu, cảm ơn anh Hiếu rất nhiều nha. Salah Madrid. Chị Linh là fan Son Heung-min à? Ái da, chị Linh là fan Son à? Đội hình của anh Thái có Son Heung-min chưa? Đợi đi. Bayern phải kẹp Son Heung-min đấy. Bây là phải kẹp Son đấy. Nâm Doãn đã donate cho Phúc Zola 50.000 đồng. All in note. Đây. Đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. 10 10 10 10 đây rồi. 10 phiếu nữa cho anh Lâm Doãn. Ok chưa? Đây rồi. Đây sẽ là khoảng tầm là 8 giờ. 7 phút nữa đi. Đây 7 phút nữa đi, đợi anh em 7 phút nữa. Đó 7 phút nữa. Là búa cái vòng quay này luôn, không đợi lâu nữa thật sự. Đợi đi. Không đợi lâu nữa. Quay đi ăn nào, thôi quay nhá, không đợi nữa đâu. Thôi được rồi, chuyến tàu đến đây là quá nhiều rồi, quá đông rồi. Không đợi nữa nhá. Rồi, chúng ta sẽ tìm ra đội bóng mà nó phù hợp nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Ai đây? Và đó chính là Liverpool. Hơn 50 phiếu Liverpool không ra. Hơn 50 phiếu Liverpool không ra. Mấy chục phiếu Man City không ra. Ra 6 phiếu của Khải Huỳnh. Real Madrid. Đội bóng hàng ra. Nhá. Yeah. Đội bóng hàng ra. Rồi xong rồi. Có ai có âm bầu được muốn quay lại không nhỉ? Có bầu là muốn quay lại không nhờ? Anh Hiếu kêu quay lại à? Không được, anh Hiếu nói không thì khó đi. Anh Hiếu nói không thì khó quá. Đó. Anh Hiếu nói không thì khó quá. Khải 112 đã donate cho Phúc. Cảm ơn Khải nhé, cảm ơn em rất nhiều. Chốt đi anh quay lại nhót. Ok nhá. Ok nhá Khải ơi, nếu như Khải đã nói như vậy rồi, nếu như người em của anh đã nói như vậy rồi và không có ông bầu nào đứng ra để gọi là ban xuống một cái lận. Đó, một cái lần quay lại thì thôi chúng ta cùng nhau đến với vòng lần quay tiếp theo nhá. Người được chọn Liverpool. Có ai muốn quay lại không? Hay là mình quay lại 3 lần rồi mình gọi là đi đua vịt đấy nhở? Hay là mình quay gọi là 3 lần rồi mình đi đua vịt được không? Ai muốn quay lại không nhở? Ngon rồi đúng ý chủ ạ. Không được. Ai muốn quay lại? Nếu như ông bầu nào muốn quay lại. Đấy, chúng ta quay lại 3 lần rồi lấy kết quả 3 lần gọi là đi đua vịt. Trả 50 cho ông kia cấm quay lại luôn ạ. Tuyệt vời. Tuyệt vời luôn, để đến quay lại cho Tuấn, để đến quay lại cho Tuấn được không? Tí mình đi đua vịt được không? Mình đi đua vịt được không Tuấn ơi? Đua vịt được không Tuấn ơi? Mình quay lại thêm một lần nữa mình đua vịt được không? Hợp lý mà. Hợp lý đấy. Quay thêm một phát nữa đi đua vịt. Đó, đi đua vịt luôn. Làm tí cạp. Bây giờ như nào nhỉ? Bây giờ Tuấn ơi bây giờ là ăn lỡ quay lại rồi. Dù gì thì ăn cũng lỡ quay lại rồi. Bây giờ ăn quay thêm một lần nữa, sau đấy chúng ta cùng đi đua vịt. Ok không? Đỡ đi. Dấu tên đã rescan 50.000 đồng. Ui, cảm ơn dấu tên nhá. Dấu tên là vậy là quay lại rồi. Dấu tên luôn, là dấu tên này là ai đây? Ăn đó hả? Khỏi quay lại luôn mà. Thôi được rồi. Vậy thì đó là Liver. Ôi vậy là Liver rồi. Cho Liver, Liverpool. Chốt Liverpool cho em Ali nhá. Chưa vừa Liver Real đi à, đúng rồi ha, hồi trưa nay vừa build gọi là vừa build Liver mà ta.
Shevchenko không bán là ok, không bán thì thôi, ăn giữ Shevchenko cho Ali nhá, anh sẽ lấy 9.000 tỷ anh xây dựng đội hình thôi. À lấy 9.000 tỷ anh xây dựng đội hình. Ui rồi ôi, hồi trưa nay mới làm liver mà tự nhiên bị quên luôn đấy. Trưa nay ngủ dậy một cái là quên trưa nay làm content gì luôn mà. Hay bây giờ là thế này. Đó. Bây giờ chúng ta đua vịt. Đấy. Chúng ta đua vịt, được chưa? Đua vịt. Thôi chúng ta đua vịt một tí đi, tại vì cái gì mà đau vú vậy? Uầy. Chúng ta gọi là làm một tí á, đua vịt đi. Nào bây giờ là em Phúc sẽ chọn nhá. Đầu tiên là quay ra Real. Đấy. Nó khỏi mất lòng ai hết. À, đúng rồi, Real Madrid này. Đầu tiên là Real này, thứ hai sẽ là Liver này. Thứ sẽ Liver này, được chưa? Thứ ba sẽ là Liver tiếp này, tại vì thứ ba là Real tại vì em Tuấn donate này. Real của em Tuấn này. Rồi thứ tư là của anh Hiếu này, thứ năm là của anh Hiếu luôn này. Đấy, thứ tư là lại của em Tuấn này. Đấy, là ba Liver với lại gọi là ba Real nhá. Đúng chưa? Đúng không? Tại vì ăn những anh em gọi là donate để quay lại thì bây giờ chúng ta không quay lại nữa. Chúng ta bỏ vô con vịt này, đúng không? Thì mình sẽ đua trong vòng gọi là bao nhiêu giây đây nhỉ? 10 giây à? Không được. Chưa 10 giây không được. À, đua trong vòng 30 giây nhá. 30 giây nó sẽ quyết định nhá. Ok chưa? Đua vịt có đua lại không? Mà khó thế nhở? Uầy. Đua vịt kiểu gì phải đua lại à? Đua vịt là chốt đi, đua vịt là chốt luôn. Không quay lại đâu. Đua vịt là mình chốt luôn. Chốt một lần luôn nha. Đấy, nó chốt một lần luôn, được chưa? Rồi. Không có tốt luôn mà, không có tốt tại vì lúc này là chủ yếu là giữa cái cuộc tranh chấp giữa Real và Liver. Đấy, của Real và Liver. Đây, thế này cả nhà cùng vui thì vào đây một phiếu tốt với lại một phát Man City của anh Lâm Doãn. Đấy, một cái Man City là của anh Lâm Doãn nữa nha. Đấy. Thế Man City với tốt đâu đây? Man City với tốt đây. Tưởng chỉ dành cho mấy anh em donate phiếu quay lại. Đúng rồi, tại vì không đúng rồi là cái Real với Liver này là dành cho những anh em gọi là phiếu gọi là polymer mà phiếu donate quay lại mà nhờ. Tại sao em Phúc lại cho Man City vào? Ôi em nhầm anh Lâm ơi. Ôi em Phúc nhầm anh Lâm Doãn ơi, quên mất. À quay lại có hai tem thôi. Đúng rồi, quên quay lại có hai tem à. Quên, xin lỗi mọi người rất là nhiều. Uầy, xin lỗi anh Hiếu với lại anh Thái. À nhầm, xin lỗi anh Lâm với lại anh Thái. Là chỉ có Real Madrid với lại Liver là có phiếu quay lại thôi. Chết rồi, lỗi của Phúc nha. Lỗi của Phúc. Rồi, bây giờ mình lên đường cái. Mình lên đường cái nha. Không sao. Mình làm lại. Lên. Lỗi. Ai sinh ra cũng như thế nào nhỉ? Ai sinh ra cũng gọi là có cái lỗi lầm mà đúng không? Rồi, quay 60 phút. Vụ gì đây à? Hôm nay em xây dựng đội hình ăn tâm ơi. Hello anh. Hôm nay em build đội hình. Quay nhá, lên đường nhá. Ê, cái con vịt nào mà nó chạy đầu tiên là con vịt đấy cuối cùng nó bị rớt. Thật sự. Lâm Doãn đã donate cho Phúc Zola 100.000 đồng. Vé đây hai vé vịt. Phải quay tiếp rồi. Phải vào Man City. Phải vào, thật sự. Bắt buộc phải vào Man City rồi. Phải quay lại rồi. Phải quay lại rồi. Ai chơi thế? Bây giờ anh Lâm vào, không lẽ mình không vào nữa? Không lẽ như vậy là không tôn trọng thì Tử Chi Lê ơi. Đây bây giờ quay nhá, chốt nhá, chốt ở đây. Rồi. Ê, Man City chạy lên kìa. Ê, ôi nó chạy kìa. Ôi nó chạy lên kìa. Ôi chạy lên kìa. Thấy chưa, anh Lâm ơi, anh Lâm đừng có duyên với em. Cho dù có quay lại hay không quay lại thì kết quả còn giống như nhau. Chúng ta đành chấp nhận thôi. Đây là Manchester City.
Ý trời. Ông trời mang Man City đến với em Phúc. Đỡ đi. Rồi. Như vậy là 9.000 tỷ này chúng ta sẽ xây dựng một đội hình, đó là đội hình Man City anh em nha. Man City, Man City. Đấy. Lâm Doãn đã donate cho Phúc Zola 10.000 đồng. Em cảm ơn anh Lâm nhá. Thôi biểu lạ lạ, Man City đẹp rồi, anh em cả nhà đều vui. Đúng đúng, cả nhà đều vui luôn mà. Hai ông gọi là hai ông Liver, hai ông Rim, mấy ông anh nào là em Tuấn này, em Khải này, anh Lập Hàn này, rồi anh Hiếu Osaka này, rồi hai bốn anh em tranh chấp nhau, cuối cùng gọi là anh Lâm vào đúng hai phiếu là anh Lâm bú. Uầy, ngư ông đắc lợi, quá được luôn. Ai dạ, con vịt này nó biết đỡ bước một luôn mà, chạy nhăn điên luôn đấy. Rồi, bây giờ đầu tàu là ai đây anh em? Đầu tàu là Erin Haaland à? À, Erin Haaland đúng không? Haaland mùa gì đấy nhỉ? Anh Lâm ơi, anh Lâm đừng bỏ con giữa chợ như vậy nhá. Lâm phải cho em mấy cái sự gợi ý của anh Lâm đấy. Cho em mấy cái gợi ý về đội hình Man City đấy nhá anh Lâm nhá. Anh Lâm ơi, ui CU này, CU được không anh em ơi? Haaland mùa mới này, mùa CU búa không anh em ơi? Bú được không anh em ơi? Con này, Haaland mùa CU đầu tàu 3.000 tỷ. Mày sao đắt thế? Không ổn rồi. Lâm Doãn đã donate cho Phúc Zola 10.000 đồng. Em cảm ơn Lâm nhá. ST cực hay hoặc Balotelli. ST cực hay hoặc là Balotelli. Vậy thì em sẽ chọn Balotelli. Cậu bé vàng. Đó. Tôi thà không đâm đầu vào tàu hỏa. Ấy gì nhỉ? Cái gì quên mất. Tôi thà đâm đầu vào Vinic chứ không đâm đầu vào tàu hỏa. Đó, Balotelli nói như thế. Búa. Rồi sau khi em Phúc đã có cái đầu tàu, đó là Balotelli rồi. Một cái người gọi là muốn đâm đầu vào Vidic nhưng không muốn đâm đầu vào tàu hỏa. Đấy. Thì bây giờ Phúc cần một CAM đi. Vị trí CAM của Man City. Đố anh em biết ai hay nhất. Ai hay nhất. Ai đây. CAM của Manchester City. À vậy hả thằng. Xin lỗi thằng ơi. Xin lỗi. Kevin De Bruyne. Nhắc tới Man City, không thể nào chúng ta có thể thiếu được Lampard. Anh Lâm Doãn đã donate cho Phúc Zola 10.000 đồng. Kevin CDM cực hay. Kevin CDM. Vậy thì CAM, em cần CAM mà. CAM. Tiểu Kevin được không anh em? Bruno Fernandes. Tiểu Kevin. Như nào? Đó. Anh Lâm Doãn là muốn Kevin CDM rồi. Thì bây giờ chúng ta cần một vị trí gọi là CAM, đó là tiểu Kevin. Tiểu Kevin đập này nè. Đúng rồi. Có vẻ đúng rồi chứ còn gì nữa. Thôi chiêu thế không được, mình build nó đàng hoàng chứ. Build đội hình đồ này nọ cho nó đàng hoàng đồ chứ, sao mà xây cầu thả cho anh em được, xây nó phải nghiêm túc. Xong nghiêm túc. Thì bây giờ trước khi mua Lampard đi, chúng ta tới với Kevin. Một đội hình Man City mà không có Kevin ấy, những người bị xây dựng Man City mà không dùng Kevin là những người không biết gì về bóng đá. Chắc chắn là như vậy rồi. Mà Kevin thì chúng ta nên dùng mùa gì vậy anh em? Kevin nên dùng mùa gì đây? Bắt tù bắt 6 tỷ 6 nghìn. Đầu E21 bao nhiêu đây? EBS 1.200. Tép tặng. Tiếp chứ quên mất, tiếp. CU à? Kevin mùa CU à? Kevin tại sao lại dùng mùa CU? Con mẹ 2.900 ông nội, 2.900 anh em ơi, nó đắt điên. Nó đắt điên luôn mà, 2.900 mà anh em vẫn mua được hả? 2.900 mà anh em vẫn mua hả? Trời ơi, nó đắt điên luôn mà. Không, theo Phúc thấy ấy, đó là Kevin nếu mình dùng một cái mùa nó cân bằng ở cái đội hình khoảng tầm là 10.000 tỷ này ấy, thì Kevin mùa EBS cộng... cộng 8 là vừa xin rồi. Kevin EBS cộng 8 là đẹp rồi. Đấy. Phúc nghĩ là trong tầm giá, trong tầm tiền ấy thì Kevin EBS là ngon. Chứ bây giờ mà mình mua cái mùa gọi là mùa CU ấy 2.900 thì nó thật sự rất là đau luôn ấy. Thật sự hơi đắt. Nên là Phúc gọi là búa quả Kevin MC anh em nhá. Em sẽ để cho Kevin De Bruyne mùa CU cộng 5 là khả năng là đá ở cái vị trí CAM anh ạ. Đây Kevin mùa CU cộng 5. Thì theo như anh em thấy thì có cái vị trí này nó có phù hợp không? Phù hợp không anh em ơi? Kevin mùa CU cộng 5 đá gọi là 3.000 tỷ đá gọi là CAM với đội hình Manchester City này. Tại vì mấy con khác thì nó cũng áo giá với lại khó mua. Đấy.
Đây đây đây, vậy thì Phúc sẽ mua CU đi. Đấy, Phúc sẽ mua CU nhá. Đây, anh Lâm Doãn có gửi ý cho em Phúc đó là Alvarez, nhưng mà rất tiếc là em Phúc mắt 3 nó không về trong tối ngày hôm nay được. Nên là em Phúc xin phép đổi sang con hàng gọi là Kevin De Bruyne CU này nhá. Đây, 2000 gọi là 2700 tỷ. 2700 tỷ cho Kevin De Bruyne này. Đỡ đi. Mà mày nghĩ tới cái viễn cảnh mà Kevin có bóng, Balotelli di chuyển. Đấy, xong rồi Kevin lại chọc một cái đường chọc khe xuống cho Balotelli, rồi Balotelli đỡ ngực, rồi Balotelli ghi bàn. Ui giời ơi. Cái cảnh Balotelli ghi bàn trong cái trận đấu trước tuyển Đức nó lại hiện về trong cái đầu em Phúc. Ui giời ơi, chắc là đây rồi. Chú bé Forden đi đây rồi anh em ạ. Thì sau khi xem qua những cái offer giống như là ăn chịn này, rồi Sterling Talentin này, rồi chú bé Forden, thì em Phúc cảm thấy Forden sẽ là cái con mà phù hợp nhất với cái hành lang cánh trái ở đội hình này. Búa. Forden. Tối ưu luôn mà. Tối ưu tất cả mọi vị trí cho em Ali. Đó. Anh em nghĩ sao về vị trí này? Chúng ta có thể là gọi là khai thác ở vị trí CDM. Anh em nghĩ sao? Chia sẻ với anh em đó là anh em có thể thấy là Lampard thi đấu ở CM, thi đấu ở CAM, nhưng anh em chưa bao giờ thấy Lampard ở vị trí CDM. Thật sự mà nói thì em cũng muốn khai thác Lampard để cho Lampard có thể thi đấu ở cái vị trí mới đó là CDM. Rodri, chúng ta cần phải phân tích. Bằng chỉ số, à không, chúng ta cần phải xem về chỉ số đấy. Liệu ai mới là cầu thủ phù hợp, ai mới là người đá hay hơn ở vị trí CDM? 23U. Được rồi, sau một hồi phân tích thì theo như tất cả ý kiến của anh em, Rory. Búa. Đây rồi. Xong rồi đấy. Rồi bây giờ quay trở lại với bộ tứ vệ đi. Bộ tứ vệ của Man City là ai đây? Trong tầm giá 4.000 tỷ thì bộ tứ vệ là ai hay nhất đây anh em ạ? Cho em Phúc xin những cái tên với. Ui, một tem gần như là áo xanh hết luôn mà. Hay là mình thật sự là muốn con này đá CB. Đây, một trong những con CB hay nhất của Man City đó là không cần đi ad. Một trong những con hàng hay nhất, CB hay nhất của Manchester City đó là Kyle Walker. Đó, bên Hàn Quốc là người ta dùng Kyle Walker để đá CB anh em nhá. Đấy, bên Hàn Quốc là người ta dùng Kyle Walker đá CB đấy. Rồi, CB đầu tiên, Kyle Walker này cộng 8. Con này chạy điên luôn mà, con này chạy đua tốc điên luôn ấy, không thua tiền đạo nào đâu. Rồi, xong một CB rồi, còn ai nữa đây? Cho Walker ra cắn rồi mua thêm Akanji. Không, cắn của Manchester City nó phải là Cancelo, được chưa? Búa Cancelo cái tính sau đó. Búa Cancelo cái Kai Walker là đá CB, xong rồi Cancelo là mình đẩy, không, Kai Walker mình đẩy vô CB, còn Cancelo đá cắn anh em nhá. 2+8 rồi, bây giờ là mình muốn mua thêm 3 con nữa đi, hai con gọi là LB với lại LCB nữa đi. Diaz mùa này khả năng là không bằng Ake đâu. Diaz mùa này khả năng không bằng Ake đấy anh em ạ. Này xem hai sau thắng hai con nhá. Ake với lại Ruben Diaz xem nào. Ake chạy nhanh hơn này. Đấy, còn Ruben Diaz hơn, đổ bóng đồ này nọ là khả năng Ake. Ui, Ake 1m80. Hậu vệ thấp quá, không được. Nathan Ake không hợp rồi anh em ạ. Không được. Hậu vệ hơi thấp. Thôi được rồi chị Linh ơi, thôi được rồi, em cảm ơn nhá. Không, hậu vệ là thấp quá. Thì Kyle Walker 1m83 nó hơi lùn so với lại một trung vệ rồi. Thì bây giờ Phúc cần một trung vệ còn lại nó có chiều cao nó tốt một tí. Thì Ruben Dias là con vô cùng gọi là phù hợp với đội hình này. Nên là Phúc muốn đem Dias về thay vì dù sử dụng Nathan Ake anh em nhé. Khoan đã, từ từ đã. Đừng vội. Hay là Givandion ta? Hay là Van Dion. Givandion mùa FPL cộng 8.
hay là trung vệ của Man City mình dùng con này nhỉ? 1m85 thể hình trung bình. Hay là Givan Dion đã CB nhỉ? Đây. Bỏ Ruben Dias cũng được. Đây. Trung vệ của Manchester City sẽ là Givan Dion 1FPL+8. Đây rồi. Con này cũng ngon, đâu có kém đâu, đâu có kém những con hàng gọi là khác đâu. Bút tem color màu vàng nữa luôn. Món quà luôn đấy. Quà cáp hôm nay nhiều đấy nhở. Rồi bây giờ là thay vào đã nha. Xem nào. Bao nhiêu lương, lương lậu rồi, nó bao nhiêu rồi. Lương thì thoải mái. Cucurella à, mình có bao nhiêu là 1, 2, 3, 4 con rồi. 4 con gọi là cộng 8 rồi. Thì bây giờ mình cần thêm 2 con cộng 8 nữa để bút tem color đúng không? Đúng không? Để mình bút tem color đúng không? Thì bây giờ mình cần cái vị trí LB đi. LB của Manchester City mà cộng 8 để bút tem color. Laporte. Làm gì để kiếm Laporte đây em? Tiền đâu mà mua Laporte bây giờ nhỉ? À không nhầm, hàng đâu mà xả cho em Phúc bây giờ nhỉ? Giờ ai chơi sự kiện người ta mở ra đây nhỉ? Ơ à, từ. Ê. À. Ba tên 255. Được chưa? Ba tên 255 vừa xin. Được chưa? Hỏi chấm cái gì? Hỏi chấm cái gì? Ngon mà. Đúng không? Hỏi chấm cái gì hả anh em? Sao anh em lại hỏi chấm? Sao em lại hỏi chấm? Tại sao? Tại sao? Con này ngon mà. Xa tận chân trời nhưng mà lại gần ngay trước mắt. Kyle Walker sẽ đá cặp cùng với lại ba tên anh em nhá. Ui, mà mày đỡ đi, sắp xong rồi. Sắp xong cái vị trí có gì rồi. Sắp xong rồi nha. Feature sao bây giờ mình đặt mấy con nó chưa về vậy. Rồi. Bây giờ mình mua thủ môn cái, mua thủ môn của Manchester City một cái nha. Đúng rồi, đúng là món quà luôn Long ạ. À. Đúng món quà luôn đấy chứ. Ali có sẵn, chú có sẵn nha. Thủ môn là ai đây nhỉ? Thủ môn của MC là ai ngon vậy ta? Thủ môn của MC ai ngon ta? Thủ môn cao nhất Man City. Kẻ làm nền cho những siêu phẩm. Lên đường. Xong. Chợt nhận ra là má build xong hết rồi. Bây giờ cái vị trí CDM chưa về. Ai bán cho em Phúc với? Ai có dốc gì bán cho em Phúc với được không? Má có cái vị trí có vị trí CDM đúng không ạ? CDM là lương 27 nhá. CDM mình còn dư nhiều lương ấy anh em ơi, 27 lương thoải mái nhá. Trong cái thời gian đấy thì mình sẽ đi mua một con hàng nào đấy gọi là dự bị đi. Mình mua hàng con hàng đấy dự bị cho em gì đấy nhỉ? Cho em Ali, đó là Gundogan. Đây. Quả Gundogan này là một con hàng có thể đá CM, có thể đá mà CDM được nữa luôn. Đấy, con hàng này nhá, con hàng đá ngon đét luôn mà, đá ngon đét luôn đấy. Đủ búa xa ghê lắm nha. Đấy thì bây giờ là tạm thời là cái vị trí của Jorginho sẽ được thay thế bằng Gundogan. Còn Gundogan khi nào mà Jorginho về thì Gundogan nhót xuống dự bị. Thế nhá anh em ơi. Như vậy là vừa xin đấy. Ôi xây một đợi của Jorginho. Gì không có một sự thay thế nào ở đây cả. Rồi sau một tiếng xây dựng đội hình thì bây giờ anh Phúc đã xây xong. Chúng ta có đầu tàu đó là Mario Balotelli. Bộ hai cắn sẽ là Mahrez và Foden, CM sẽ là Kevin. Bộ đôi tiền vệ phòng ngự sẽ là Rodri và Zaza Touré. Bộ tứ vệ sẽ là Givan Dion, Bateng, Walker và Cancelo. Ok là anh em nhá, đây rồi, xong rồi anh em ạ. Thì đội hình này anh em nghĩ ấy, nó mặn hay không? Anh em nhìn vào anh em thấy là đội hình này có mặn hay không? Chắc bị bắt. Phá lên, phá bóng lên. Phá bóng lên nha.
không phải là ấn nhầm đâu, Phúc cố tình phá bóng lên đấy, tại vì người ta quay quá. Ờ đúng đúng đúng, Phúc phá bóng lên đấy, phá lên cho nó chắc. Anh em có để ý không, những cái gọi là những cái trong những cái trận đấu, những cái trận thi đấu ấy, thì khi mà chúng ta mắc sai lầm ở bên dưới nó thực sự là rất nguy hiểm, nên là Phúc cố tình phá bóng lên. Ngập rồi, chưa đâu, ngập cái gì. Mày là nhất, mày siêu nhân, mày hàng hiệu, mày số 1, mày 10 điểm, mày đỉnh, được chưa? Bóng đá nó là thắng, bóng đá có thắng có thua anh Đạt ơi, đúng không? Em đâu phải là gọi là Arsenal mùa giải thắng của bạn ăn đâu mà cứ thắng mãi được. Ô anh Đạt, bóng đá là còn có trận thắng trận thua chứ, ô anh. Thua ai cũng được thắng mỗi phút ra luôn, cay thế. Buồn và không có gì phải buồn thì chúng ta vẫn không buồn, buồn thì cũng buồn một chút xíu thôi chứ không phải đến nỗi mà phải... Cái lồn gì đang diễn ra vậy? Tỷ số là không đều nhá, chúng ta tiếp tục trận đấu này. Anh em hãy quan sát bên bảng tỷ số bên góc trái màn hình nha. Không có gì hết. Mới tua lại xem có đội hình gì mà ác. Việt vị.